sách Việt Rách, tủ sách bài tập cuối tuần, sách ôn tập các lớp 1, 2, 3, 4 và 5, tuyển tập đề thi giữa cuối học kỳ 1, học kỳ 2. Truy cập ngay shopee.vn/vietjachofficialstore. Xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đến với bài giảng chữa câu hỏi và bài tập tin học 5, bộ sách Cánh Diều. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau đi đến chủ đề A, máy tính và em, bài số 3, lợi ích của việc sử dụng máy tính thành thạo. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên, cô và các em sẽ đi vào phần khởi động ở trang 9. Em đã được học nhiều điều về máy tính và tạo được nhiều sản phẩm. Hãy kể một số sản phẩm mà em muốn trình bày đẹp hơn. Cô hướng dẫn các em như sau. Một số sản phẩm mà em muốn trình bày đẹp hơn đó là các bài văn, bài cổ động, tuyên truyền, bài trình chiếu, v.v. Phần mềm soạn thảo văn bản giúp em tạo được văn bản đẹp. Chúng ta sẽ bước vào hoạt động 1 ở trang 9. Hai bạn Hạnh và Trà trình bày một văn bản có nội dung giống nhau như hình 1 và hình 2. Em hãy trả lời các câu hỏi sau. Thứ nhất, để tạo được văn bản như ở hình 1, em cần thực hiện những thao tác nào? Thứ hai, em có thể trình bày văn bản ở hình 1 để đẹp hơn không? Thứ ba, theo em, văn bản ở hình 2 được trình bày có đẹp hơn ở hình 1 hay không? Vì sao? Và thứ tư, em có muốn tạo được văn bản như ở hình 2 không? Chúng ta hãy cùng quan sát lên màn hình. Hình số 1 là văn bản của bạn Hạnh ở bên tay trái màn hình và hình số 2, văn bản của bạn Trà ở bên tay phải. Phần hoạt động này, các em có thể trả lời như sau. Để tạo được văn bản như ở hình 1, em cần thực hiện những thao tác đó là gõ văn bản, định dạng kiểu chữ, phông chữ. Yêu cầu thứ hai, em có thể trình bày văn bản ở hình 1 đẹp hơn. Yêu cầu thứ ba, theo em, văn bản ở hình 2 được trình bày đẹp hơn ở hình 1. Bởi vì văn bản ở hình 2 có thêm màu sắc chữ, nền chữ và có cả hình ảnh minh họa sống động. Thứ 4, em có muốn tạo được văn bản như hình 2 hay không? Chắc chắn là có rồi đúng không? Chúng ta sẽ cùng cô đi tiếp vào phần 2 nhỏ. Sử dụng được nhiều phần mềm sẽ tạo được nhiều loại sản phẩm. Hoạt động 2 trang 10. Cho trang chiếu giới thiệu về lễ khai giảng năm học mới ở hình số 3. Em hãy trả lời các câu hỏi sau. Để chèn ảnh vào trang chiếu như ở hình 3, em cần thực hiện những thao tác nào? Thứ hai, theo em, nếu thay hình ảnh trong trang chiếu bằng video thì nội dung trình bày có thú vị hơn hay không? Thứ ba, em có muốn tạo được video giới thiệu về lễ khai giảng năm học mới để chèn vào trang chiếu hay không? Chúng ta hãy cùng cô quan sát lên hình số 3, trang chiếu về một buổi lễ khai giảng năm học mới. Tác giả Hồng Đạt ở trong Thông tấn xã Việt Nam. Phần này cô gợi ý các em như sau. Thứ nhất, để chèn ảnh vào trang chiếu như ở hình 3, em cần thực hiện các thao tác, đó là chọn trường insert, sau đó chọn picture, this picture, và tiếp đến chọn ảnh cần chèn và nhấn đúp chuột. Thứ hai, theo em, nếu thay hình ảnh trong trang chiếu bằng video thì nội dung trình bày sẽ thú vị hơn. Và thứ ba, em mong muốn được tạo các video giới thiệu về lễ khai giảng năm học mới để chèn vào trang chiếu, giúp cho trang chiếu sẽ sinh động và thú vị hơn. Chúng ta sẽ cùng cô luyện tập ở trang số 10. Trong các thao tác với phần mềm tạo bài trình chiếu, em đã sử dụng thành thạo những thao tác nào dưới đây? Thao tác nào em chưa làm được nhưng rất muốn biết cách thực hiện? A. Thêm trang chiếu mới. B. Sử dụng hiệu ứng chuyển trang. C. Chèn ảnh vào trang chiếu. Và D. Chèn video vào trang chiếu. Tùy vào khả năng của mình, các em sẽ có các cách trả lời khác nhau. Cô có thể hướng dẫn các em một cách như sau. Trong các thao tác với phần mềm tạo bài trình chiếu, em đã biết sử dụng những thao tác một cách thành thạo như sau. Thứ nhất, thêm trang chiếu mới. Và thứ hai là chèn ảnh vào trang chiếu. Các thao tác em chưa làm được nhưng em rất muốn biết cách thực hiện. Đó là sử dụng hiệu ứng chuyển trang và chèn video vào trang chiếu. Rồi, các em hãy cùng cô vận dụng ở trang số 10. Em hãy tìm hiểu thêm về phần mềm trình chiếu để tạo được một thiệp chúc mừng sinh nhật một người bạn, sao cho tấm thiệp đó thật đẹp và hấp dẫn.
Phần này, cô sẽ có một vài các gợi ý cho các em như sau. Đầu tiên, em cần có đoạn video về người bạn đó. Sau đó, em cần biết cách sử dụng các thao tác chèn video. Tiếp đến, cần biết thao tác sử dụng các hiệu ứng chuyển trang, hiệu ứng cho các chữ nền. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn các em làm các câu hỏi và bài tập trong bài học số 3 của chủ đề A trong bộ sách Tin học 5 cánh diều. Hẹn gặp các em trong các bài giảng tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.